Từ năm 2013, lễ hội gia đình đã được tổ chức hàng năm. Năm nay nó được tổ chức với chủ đề 100 trải nghiệm, 100 nụ cười. Có khoảng 350.000 người tìm đến lễ hội. Chỉ cần dạo quanh lễ hội thôi cũng thấy vui rồi. Có những trải nghiệm mất phí do có những nguyên liệu đặc biệt, nhưng cũng có rất nhiều trò chơi miễn phí. Vì vậy, bạn có thể tận hưởng hết lễ hội thỏa thích mà không sợ tốn kém. Tôi bị thu hút bởi người thợ mộc này. Đây là một hoạt động làm đồ gỗ rất đơn giản, nên tôi muốn thử xem sao. Tên của loại gỗ này là gì ạ? Nó là cây gỗ tím. Cô nhìn xem nó có màu tím phải không? Nó đã được nhuộm màu sao? Đây là màu ban đầu của nó. Còn thanh này có màu đỏ. Cái kia thì có màu hơi vàng. Tất cả các loại gỗ ở đây đều khác nhau. Cái màu tím này nếu tiếp xúc với nhiệt độ cao thì màu tím sẽ càng nổi bật hơn. Ồ, vậy sao? Vậy bây giờ tôi sẽ thử làm chiếc bút gỗ với thanh gỗ màu tím này nhé. Dù là trải nghiệm nhỏ thôi nhưng vẫn phải đeo tạp dề. Phải trang bị đồ bảo hộ phải không? Vâng. Chiếc tạp dề này cũng đẹp đấy chứ. Đeo thêm cả kính bảo hộ nữa. Để đảm bảo an toàn nên tôi sẽ đeo thêm kính bảo hộ. Đeo kính xong tôi sẽ thực hiện ngay đây. Cái máy này là máy mài gỗ. Là máy mài gỗ sao? Bây giờ cho thanh gỗ đã chọn lúc nãy vào đây. Thanh gỗ bây giờ đã được giữ cố định rồi. Lấy cái dùi đục này. Phải dùng cả dùi đục nữa. Hướng mũi rìu này lên cao, chạm vào thanh gỗ, rồi sau đó nắm chắc phần chuôi. Có nguy hiểm không ạ? Nếu nguy hiểm thì mọi người đã không làm rồi. Không có vấn đề gì đâu. Chỉ cần giữ nhẹ, sau đó tì ngón tay cái lên. Hãy để tay như thế này. Sau đó cho dùi chạm vào thanh gỗ. Tay phải cầm vào cán dùi. Tay trái giữ tại đây. Ngón trỏ tì vào máy. Ngón cái tì vào lưỡi dùi. Khi máy chạy, thanh gỗ sẽ quay liên tục. Thanh gỗ quay qua quay lại như thế này sẽ cắt được các hình dáng khác nhau. Vậy là tùy theo sự điều chỉnh của lưỡi dùi mà hình dáng thanh gỗ sẽ thay đổi phải không? Bây giờ bạn hãy thử xem. Bạn sẵn sàng chưa? Tôi sẵn sàng. Nó nhanh hơn tôi nghĩ. Mỗi phút quay được 3.000 vòng mà. Tùy thuộc vào góc độ mà thanh gỗ sẽ được mài khác nhau. Bây giờ cô nhìn xem, thanh gỗ này đã khác hơn so với cái ban đầu rồi. Giờ cứ tiếp tục làm như thế, cho đến khi thành hình mong muốn. Tôi sẽ thử làm một chiếc bút thân thẳng. Cảm giác được cắt gỗ thật thần kỳ. Rất thú vị phải không? Vâng. Phải cắt nhiều như thế này sao? Đúng vậy. Cắt xong rồi chúng ta đến công đoạn tạo hình. Bạn ấn nhẹ dùi xuống như thế này. Đây chính là khoảnh khắc tạo ra nghệ thuật đây. Giờ đã có hình dạng nhất định rồi. Vậy là đã gần hoàn thành xong. Sờ lên khá ấm nữa. Mọi người nhìn thấy không ạ? Chiếc bút của tôi đã hoàn thành rồi. Đây chính là chiếc bút do tôi tự làm. Các bạn hãy đến lễ hội để tự tay làm ra một chiếc bút chì cho riêng mình nhé. Ngay tại khu vực lễ hội rộng lớn, gian hàng làm những chiếc bánh gạo dai dai có vẻ được rất nhiều người yêu thích, bất kể cả người lớn hay trẻ nhỏ.
Niềm vui khi được tự tay làm bánh càng khiến món ăn trở nên